Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp chuyện tình Lý Lương của tác giả Đinh Hữu Hanh đăng trên trang nhóm Facebook Trái Tim Người Lính ngày 24 tháng 11 năm 2020. Phần 4. Nằm trên bàn đẻ đã mấy tiếng đồng hồ, mấy lần dùng hết sức bình sinh mà vẫn không đẻ được. Nước ối hết đã 2 tiếng, họ quyết định mổ để lấy con ra. Thời đó chỉ gây tê, mình nghe rõ tiếng dao xẹt xẹt. Một lúc sau, nghe bác sĩ thở phào, bỏ công anh thương binh, một thằng cu. Nghe thế, mình nhớ ngay đến hai đầu gối lão và mỉm cười. Bỏ công lão 2 tháng trời vất vả, kết quả không đến nỗi nào, thỏa nỗi ước mong. Sau đúng một ngày họ cho đưa con về nhà, mình nằm lại viện để dưỡng thương. Chẳng ăn gì được nên phải truyền. Truyền đến ngày thứ 3 thì cảm thấy ớn lạnh rồi ú a ú ớ. Biết có người vừa đi qua mà không tài nào gọi được. Nghe ú ớ, cô ta quay lại gọi bác sĩ trực. Khi kim được rút ra, cô ý phán. May phát hiện kịp thời, cô bị sốc thuốc. Hết thời gian quy định, họ cho mình về. Đến bây giờ nghĩ vẫn thương thằng Hoàng, làm con mà không hề được một giọt sữa nào của mẹ. May mà ở trong ngôi trường đều là những cô giáo tốt, sữa đi xin mà có ngày thằng Hoàng uống không hết. Điều đáng buồn là từ ngày sinh con, không rõ nguyên nhân gì mà ngày nào trong cơ thể luôn chảy ra một hỗn hợp vừa máu vừa mổ. Đi khám thì họ bảo viêm âm đạo, cho viên kháng sinh để đặt, đặt viên nào là thứ hỗn hợp ấy chảy ra cuốn trôi đi hết. Lần khám thứ 5 thì họ kết luận, có thể cô đã mắc một căn bệnh do chồng mang từ chiến trường ra. Nghe thế người mình lạnh toát, mồ hôi vã ra. Nếu đúng vậy thì tính mạng mình đã được định đoạt. Nghĩ đến ngày mình bỏ cha con nó ra đi là nước mắt cứ tự nhiên tuôn trào. Mình giấu bặt, không cho lão biết, cứ lặng lẽ sống được ngày nào hay ngày đó. Mặc cho số phận, chẳng đi khám thêm lần nào nữa. Một điều đáng buồn là luôn nghĩ về hình hài của thằng Hoàng, cứ mỗi sáng thức dậy là lật con ra kiểm tra xem nó có phát sinh dị tật nào không. Trong xã mình có vài người vợ cựu chiến binh sinh con ra không thành người. Cứ nghĩ đến chuyện đó là như chết đi từng khúc ruột. Còn nước còn tát, mình chạy đến ông lang làng bên. Ông cắt cho 5 thang thuốc nam và dặn, thuốc của tôi cần bổ sung thêm 2 vị, cũng dễ kiếm thôi. Mỗi thứ 1 nắm cho vào sắc cùng, hàng ngày uống thay nước chè, bệnh cô nhất định thuyên giảm. Rất may, rễ cây bạch đồng nữ có nhiều trong vườn nhà, rễ cây bông bột trắng chưa biết tìm đâu. Trong một buổi lên lớp, mình bảo, cô cần rễ cây bông bột trắng, nhà em nào có cho cô xin để làm thuốc chữa bệnh cho cô. Cả trường chỉ có mỗi cô Lý dạy môn địa lý nên em nào cũng biết tình trạng sức khỏe của cô. Có những hôm sức mình cạn kiệt nhưng không đứng lớp không được, bỏ lớp là bị trừ lương. Có hôm phải 2 học sinh dìu cô lên bục giảng. Không đủ sức để nói thành lời, đành cho lớp trưởng đọc cho cả lớp ghi mà không quên dặn các em tuyệt đối trật tự, kẻo ban giám hiệu phát hiện ra. Có hôm mình lịm đi trên bàn, tỉnh dậy thấy 2 nữ sinh đứng 2 bên bóp nhẹ vào vai. Nghe cô thông báo, ngày hôm sau có vài chục em mang rễ cây đến cho cô, thậm chí buổi chiều xin ở lại, cùng cô băm nhỏ để phơi nhanh khô. Uống hết 5 thang thuốc, thấy hỗn hợp kia ra ít hơn, rồi cứ thế hết đợt này, đợt khác, không bỏ một ngày nào. Tiền mua thuốc cũng cạn, thế là chỉ với 2 thứ rễ cây ấy nấu lên uống quanh năm. Cứ thế, ròng rã mấy năm trời, bệnh thuyên giảm trông thấy, sức khỏe dần hồi phục. Điều kỳ diệu đến với mình chăng? Tháng 12 năm 1989, thằng Hoàng 6 tuổi, mình đau như trở dạ, nắn vào bụng dưới, thấy một khối u như quả ổi. Có thể khối u vỡ chăng? Đời mình kết thúc tại đây ư? Tuy nhiên, mình tự an ủi, bệnh hiểm nghèo kéo dài 6 năm là được rồi. Mình cố chịu đau ôm con vào lòng,
Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con. Thằng Hoàng chẳng biết gì, hỏi, mẹ xin lỗi cái chi? Qua đêm ấy, mình vẫn chưa chết, triệu chứng lại như cũ, khối u có chiều hướng dịch chuyển, đau vật vã. Các thầy cô quyết định khiêng mình đi viện. Bước sang buổi chiều thì đau đẻ thật. Lấy hết sức bình sinh để dặn, bỗng thấy người nhẹ tênh, cơ thể như được giải phóng khỏi tảng đá đè nén bấy lâu nay. Mình nghe rõ ai đó nói, quái thai. Bỗng tự nhiên mình ngồi dậy, đâu rồi chị? Cô ấy chỉ vào cái bô, chị đưa đây cho tôi xem. Chị ta bưng cái bô đưa cho mình mà mặt ngoảnh đi chỗ khác. Chẳng ngần ngại, mình cầm lên ngắm nghía, nắn bóp, trông chẳng khác gì quả trứng vịt lộn chưa luộc được bóc vỏ. Mình tụt khỏi bàn đẻ, cầm tay cô điều dưỡng, mời chị đi theo tôi, và kéo ba Lương đi cùng. Ra một bến nước gần đó, đặt nó xuống dòng nước chảy, bóp nặng, cứ thế cho đến khi không thể bóp được nữa. Hai người theo chân mình về phòng trưởng khoa, đặt nó lên bàn. Cái gì thế cô? Cái mà các người bảo chồng tôi mang từ chiến trường về đấy. Lão ta thấy lạ, sau một lúc nắn bóp rồi kéo dài ra, chỉ hóa học. Những đoạn chỉ này chính ông đã khâu vào tử cung tôi 6 năm trước, một loại chỉ không tự hủy mà để rồi thoái hóa biến thành những sợi thép như thế này đây. Mặt ông ấy biến sắc, vội chạy ra khép cửa lại. Đúng, ông khép cửa lại đi. Nghe đến đó người tôi nóng gian, một phản ứng tự nhiên của người nóng tính, hỏi, sau đó chị có kiện họ không? Mình nói với lão ta, việc này chỉ có mấy người chúng ta biết, ông lấy đó làm điều răn mình, đừng gây họa cho sản phụ nào nữa. Đúng, mình có thể kiện lão ta, phần thắng sẽ thuộc về mình, có thể lão phải đền bù cho mình một số tiền nào đó. Chừng đó tiền cũng không đủ nuôi thằng con cả đời. Chuyện xảy ra lâu rồi, nỗi đau của mình cũng đã qua rồi. Hơn nữa, chuyện lộ ra, ông ta sẽ bị kỷ luật. Ông ta cũng đâu phải cố tình, một sự sơ suất nhất thời. Hai vợ chồng mình ra về, bỗng nhiên ông ấy chạy lại, quỳ xuống. Tôi biết ơn vợ chồng anh chị, muốn gửi chị ít tiền để chị bồi dưỡng sức khỏe. Mình cảnh cáo, tôi đưa cuộn chỉ cho ông xem không phải để tống tiền. Nếu ông đến nhà tôi làm việc đó là xúc phạm đến nhân phẩm của một nhà giáo đấy. Lão Lương chạy vào buồng, một lát sau chạy ra. Đây, nói có sách mách có chứng đây, vợ chồng mình giữ lại để làm kỷ niệm. Đồng thời nếu thằng Hoàng lớn lên theo nghề bác sĩ thì lấy đó mà răn mình. Lão lấy từ trong bao ni lông một vật như những chiếc lò xo, được làm bằng thép ly, có đoạn được bọc bởi những sợi li ti như lông tơ. Tôi chụp vài kiểu ảnh để đăng minh họa cho bài viết này. Kết thúc câu chuyện, chị ôm lấy Lương. Tôi thương lão Ni lắm. Từ ngày được làm cha thì lại không được làm chồng. Lương quay sang ôm chị, lắc lắc. Không can chi mô, bà sống đến giờ là cha con tôi hạnh phúc lắm rồi. Cô bạn đi cùng tôi nói trong nước mắt giàn giụa. Đúng là chuyện thần kỳ. May mà tử cung của chị co bóp để cuộn tròn những sợi chỉ vào trong thành chiếc lò xo như thế. Nếu nó chạy ra ngoài ổ bụng thì chị đâu còn sống đến hôm nay. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần 4 chuyện tình Lý Lương của tác giả Đinh Hữu Hành. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.